Chào các bạn. Nay mình kết hợp mà hai đội, một đội máy lạnh và mình sửa máy nổ ở trạm BDS ở bên Cồn Thanh Bình. Và nó nằm ở xã Cới Thiện của Cồn Thanh Bình, cũng Lim Vĩnh Long nha. Kết hợp ba người đi hai đội, vừa sửa máy lạnh vừa sửa máy nổ luôn. Hiện tại dịch bệnh là không mua đồ được là phải vác nha các bạn. Cái bao đồ này 30kg á, mới vác xong đang thở đây. Thì các bạn đón xem video review hướng dẫn sửa chữa máy phát nha. Mình thi công cái máy này nha mọi người. Mà em Isuzu liên danh, sử dụng bo điều khiển Datacom DKG507. Chủ trạm báo lên là không đề được, chưa có tiền mua cái giỏ đồ nghề, và dịch bệnh cũng không ai bán nên sách đỡ cái bao nha các bạn. Cái bao 35kg. Mình đề máy thử nha. Solenoid đóng. Không có tín hiệu đề các bạn ơi. Nó đang phát lệnh đề 3 lần nha. Nó chưa đọc được tín hiệu máy chạy, nó phát đề 3 lần. Sau 3 lần máy không chạy, nó không đọc được thông số máy chạy, nó báo tuta này. Đây là ta fail nha. Mà cái bộ đề này nó bị xuống cấp các bạn ơi. Nhìn bên ngoài các bạn thấy không? Nó bị xuống cấp là điện lúc ăn lúc không nha. Phải tháo cái bộ đề này ra vệ sinh đã. Vệ sinh phục hồi các điểm xuống cấp, không ăn điện thì mình mới thử lại được nha các bạn. Hiện tại cái dynamo này bị hư IC nè. Bị hư IC này, nó ra điện quá 18V là nó nóng nè, và nó hư bình nè, người ta không có sửa nha, ta cắt. Người ta dùng cái bộ sạc mạch cho bù ắc quy người ta xài. À, phải dùng đến cây khóa 7 chữ danh nha các bạn ơi, cây khóa 7 này. Rất là tiện các bạn. Chữ danh luôn á. Các bạn bạn đây, các bạn đừng có để nó chạm xuống đây nha. Hai cái này mà nó chạm vào với nhau á là nó nẹt lửa và nó có thể đề máy nha các bạn, giật mình. Nè, làm sao khéo. Đó, bạn từ từ. Đó, bạn ra nha. Bạn ra vệ sinh các tiết điểm. Để mình làm rồi mình quay tiếp cho các bạn xem nha. A few moments later. Mọi người ơi, vệ sinh sạch sẽ các tiết điểm và xịt vừa đủ chặt nha. Này mà xịt lỏng cũng không được, mà xịt chặt quá là sợ là nó gãy ra cái tiết điểm bên trong là mình chịu nha. Gãy cái tiết điểm bên trong là phải thay nguyên cái cục này. Cục này gọi là cuộn hút, hay còn gọi là solenoid đề.
nó có các tiếp điểm điện ở bên trong á, mà nó cũng chỉ hàn bằng nhôm thôi, cho nên mình mà vặn xoay quá là nó đứt, nó gãy là phải giã ra để thay linh kiện hoặc là phải thay cục mới á, phiền phức lắm, nên là chúng ta xịt vừa thôi. Ở dưới tiếp điểm Morve sinh nhiệt mà nó làm cháy chỗ này. Các bạn xem nha, nó cháy chỗ nó tiếp điểm GL. Đó, nó gây cháy vậy nè. Rồi mình phải thử làm lại cái tiếp điểm đó nha, thay cái khúc dây khác nha. A few moments later. Mình tiếp tục kiểm tra lại GLE nha các bạn. Ở đây các bạn xem cái chân này nè. Đó, nó có đề nè, 85 86 nè, là chân nguồn nè, thì hai chân đối diện còn lại á là chân này. Và chân bên đối diện này là 30 87 nè. Là các bạn giao thông hai cái dây nó hít mấy sợi dây điện nó đấu hai cái nó lại với nhau thì nó mà đúng á. Thì nó sẽ đề nha. Và nó không chạy. Thì mình kiểm tra tiếp, mình cấp nguồn cho bên về đề nha. Đây. Một chân cũng là đề đây, mình đã tháo ra rồi đây. Và mình thông sang bên đây. Mà nó không chạy. Đó, thì mình chúng ta kiếm nguồn của nó. Đây, cái chân da của bộ sạc là chân đấu, cũng đấu về ắc quy luôn, nó có nguồn nha. Mình thử vào nha. Các bạn thấy không, có tín hiệu đề. Kiếm nguồn cho GLE đề xong rồi cái mình mới thử coi là có chạy nữa không. Mà không chạy nữa thì mình mới tính đến cái chuyện có hư GLE đề hay không nha. Nó bị hư GLE đề nha các bạn. Kiểm tra nguồn cấp nguồn tới thì đủ hết, mà GLE nó đóng mà nó không qua điện, nên là mình thay con khác. Vậy là hôm nay là công việc cũng hơi bị phức tạp nha các bạn. Vệ sinh bộ đề nè, làm lại cái dây tín hiệu ở trên GL. Dây tín hiệu GL là dây gen điện áp của máy phát điện nha, pha nóng đấy, gen lai á. Và mình thay cho nó sợi dây mới nha. Và mình bọc lại, nó là điện áp 220 nên mình bọc lại cho nó cẩn thận nè. Và thay con GLE đề. Hiện tại máy này hơi bị tụt dầu nha các bạn, khó đề. Các bạn ơi, máy này còn bị tình trạng tụt dầu nữa các bạn, đề không nổ nha các bạn. Phải sang, mình phải bơm tay như thế này nè, nó mới nổ. Đây, mình mở cho các bạn xem nha. Đó, mình phải bơm vậy, dầu nó lên thì nó mới nổ nha. Thì nó có nhiều nguyên nhân lắm. Nó kẹt dầu ở đây rồi, hoặc là nó bị cái bơm cao áp này, hoặc là nó bị cái bơm tay này, hoặc là bị cái cụm bơm này. Nếu mà cụm bơm này nó bị lòn thì nó có thể là bị dầu vô trong nhớt của máy nha. Rồi hệ thống đây bị nghẹt và các cái kim phun xương trong đây nè, gọi là các bét phun á, ở đằng trong đó là nó bám xì, bám mọn, rồi nó dơ, rồi nó không phun xương được thì máy nó sẽ không nổ. Thì bây giờ mình thử thay cái cụm bơm tay này trước nha, nếu mà không được nữa. Đấy, mình thấy là khi bơm lên là dầu nó xì lên nè. Nếu mà không được nữa thì sao mình phải làm tiếp các cái trường hợp khác nha, phải theo dõi thêm nha. Theo dõi thêm thì nó có bị lại thì mình mới sửa tiếp được, chứ không có sửa đồng loạt người ta không cho sửa. Đang thay cái bơm tay nha các bạn. Cái bơm tay với lại thay lại cái đường ống dầu khác coi nó có cải thiện không. Đường ống dầu lên đó, dầu hóa là còn gọi là đường ống hút đó, ở dưới bình lên. Bình này là bình dầu nằm dưới đáy nha các bạn.
hai đàn ông khác luôn. Cắt cái ống dầu không thôi mà cũng phải dùng sức chai tráng nha các bạn, không có gì là dễ dàng hết. Trồng cái cổ dê vô bác ơi. Các bạn mới vặn các cái ốc cổ dê cho thật chặt, càng chặt càng tốt, càng tốt để nó bóp chặt cái ống dầu và nó khít, nó không bị hở nhỉ. Thay xong chúng ta phải mở con ốc này để xả gió nha các bạn. Đó, mình xả là hơi nó sẽ lên được đó, để nó kín gió. Đó. Xong rồi khi vặn lại bằng vỏ, các bạn vặn là vừa đủ nó chặt thôi nha, vặn chặt quá là nó gãy con ốc đó. Sau khi hoàn thành á là đã chạy đề máy là chạy liền nha các bạn. Đã chạy ok rồi đó các bạn. Đây là các thông số khi máy hoạt động nha các bạn, bao gồm là thông số điện áp nè, thông số cảm biến nhớt nè, thông số nhiệt độ nè, thông số tần số của máy phát nè, và điện áp ắc quy nè. Các bạn có thể bấm nút menu để kiểm tra các thông số ẩn đằng trong nha các bạn. Điện áp là 225V, hiện chưa vô tải cho nên chưa có thông số dòng nha. Xin chào tạm biệt các bạn nha. Hãy cho mình một like, một share và hãy comment trao đổi ý kiến nha. Mình sẽ trả lời nha các bạn. Và đăng ký giúp mình một subscribe nha các bạn.